Mối tình dài nhất là khoảng bao lâu hay không? Mối tình dài nhất là gần 3 năm. Gần 3 năm. Mối Mà tình ngắn nhất là bao nhiêu năm? mối tình ngắn nhất là 3 tháng. Em có kết hôn lần nào chưa? Dạ có cái hôn đó là mối tình sau. Mối tình đó là cũng bạn này thì ở ở ngoài Bắc, ở ngoài Bắc hẳn luôn. Thì yêu thì cũng yêu xa. Trước khi cưới khoảng 1 tháng thì mới quen nhau chính thức. Cưới về được gần 3 tháng thì phát hiện ra nhiều điều là không hợp nhau. Rồi sau 8 tháng thì chia tay. Mà em đã có cháu nào chưa Hùng? Dạ chưa được 3 tháng Chưa thì được 3 tháng mà. xác định là không thể ở được với nhau rồi, cho nên là Thôi không cái có việc con con luôn. cái là. Dạ em chào khán giả, em tên là Hùng, sinh năm 83, nhà hiện tại đang ở Bình Dương. Em làm vừa kinh doanh vừa làm cho công ty. Hùng quê ở đâu? Em quê ở Thanh Hóa. Hiện tại thì em đang ở một mình tại nhà riêng. Một mình nhà riêng luôn. Rồi, bên giờ mình nhà gái rồi mình nói to lên xem nào. Dạ, em chào hai MC, chào bạn kế bên với lại tất cả mọi người ở dưới. Em tên là Nguyễn Thị Trang, sinh năm 1985. Hiện tại em sống và làm việc ở Đồng Nai. Em hiện tại là nhân viên của bên công ty sản xuất là bên gỗ, bên nội thất á. Dạ, em bên thu mua. Rồi, Điểm tức mạnh là điểm yếu mình là gì Trang? dạ điểm mạnh của em thì em cũng khá hòa đồng với mọi người, sống cũng tình cảm. Điểm yếu của em có lẽ là nhiều khi em hơi nội tâm, cũng có khi nếu mà ví dụ gặp người mà mình hợp á thì mình nói rất là nhiều, nhưng mà có nhiều khi mình lại không. Không hợp thì không ai nói được á. Thực sự không hợp thì không thể nào nói được. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu gì nói cho nhà gái nghe đi. Em chị về cái chương trình thì điểm mạnh của em là nhanh nhẹn, nhưng mà chịu học hỏi và khá kiên định với những cái mục tiêu ước mơ của mình, phấn đấu thực hiện đến hết sức có thể và kết quả như thế nào thì cũng vui vẻ chấp nhận. Còn điểm yếu thì là sống khá tình cảm, thiếu quyết đoán và dễ tin người, bị người ta lợi dụng khá nhiều. Không có mấy mối tình rồi. Mối tình thì chắc đến giờ này thì cũng là khá là nhiều, chắc cũng phải tầm 10 mối tình Trời ơi. ạ. Người rất thật thà. Mối tình dài nhất là khoảng bao lâu hay không? Mối tình dài nhất là gần 3 năm. Gần 3 năm. Mối Mà tình ngắn nhất là bao nhiêu năm? mối tình ngắn nhất là 3 tháng. Em có kết hôn lần nào chưa? Dạ có cái hôn đó là mối tình sau. Mối tình đó là cũng bạn này thì ở ở ngoài Bắc, ở ngoài Bắc hẳn luôn. Thì yêu thì cũng yêu xa. Trước khi cưới khoảng 1 tháng thì mới quen nhau chính thức. Cưới về được gần 3 tháng thì phát hiện ra nhiều điều là không hợp nhau. Rồi sau 8 tháng thì chia tay. Mà em đã có cháu nào chưa Hùng? Dạ chưa được 3 tháng Chưa thì được 3 tháng mà. xác định là không thể ở được với nhau rồi, cho nên là Thôi không cái có việc con con luôn. cái là phải tạm dừng. Dạ Con chào đường chị tình Hồng duyên Vân. của Hùng phức tạp quá nha. Cho tôi xin vài phút, tôi hỏi thăm nhà gái chút xíu nha. Dạ em chào Chào em MC gái Phương thân Linh ạ. mến, Dạ. rất là xinh. Thì nghe cái câu chuyện bên đàn trai vậy đó, em thấy có gì đáng quan ngại hay có gì lo lo gì không? Em thấy mùi mối tình thì cũng khá là nhiều á, rồi là quen rồi là bạn ấy có cưới luôn rồi đúng không, có Bây giờ không vấn tình đề gì duyên của em sao cả. em nói luôn đi cho Thực ông ra mối thì ông biết. nếu mà đúng ra thì em chỉ cũng yêu và quen hai người lâu lắm rồi, từ thời sinh viên với sau khi em ra trường khoảng 1 năm á. Một người mối tình thứ hai á là bạn đó ở ngoài ở Phú Thọ, hai người quen nhau khoảng được 2 năm á. Nói chung là em cảm thấy bạn ở ngoài ngoài kia mà bạn làm bên xây dựng á, em cũng rất là sợ, tại vì đi đây đi đó nhiều á, em cảm thấy không an toàn. Từ là từ đó tới giờ thì anh chị rồi là mọi người cũng làm mai làm mối rồi em cũng có gặp nhiều, nhưng mà em cũng cảm thấy là có nghĩa là mình không có gần gũi được, mình không có một cái sự tương đồng nên là em không thể nào mà yêu được. Em nói về cái mẫu người phụ nữ như thế nào thì em có thể đi đến suốt cuộc đời được? Từ trước này em cũng chỉ thích có như vậy thôi, là thứ nhất là về cái ngoại hình này, da trắng một chút, Da trắng một chút. dáng cao khoảng từ 1m58 trở lên, 1m58 trở lên. đừng có mập béo quá. Còn Hơi về hơi hơi bị tổn thương đó nghe. còn giỡn cho em bớt rung. Tính tình thì sao nè? tính tình thì nói chung đó là một người phụ nữ mà của gia đình, hai là chung thủy, đáng tin, biết chăm lo, biết điều, có cái tâm tốt, và cái nữa là đừng có ích kỷ quá. Ok. Bây giờ chị sẽ hỏi cái mẫu người lý tưởng của
Em nói đi, em nói cho ông mối nghe đi. Dạ, cái mẫu người lý tưởng của em thì... Về ngoại hình như thế nào? Ngoại hình thì em thích bạn ấy, nói chung là không cần đẹp trai nhưng mà ưa nhìn một tí. Nếu mà mũi thẳng thì đẹp hơn, tốt hơn. Em muốn là người đó sống nghiêm túc, với có chí cầu tiến trong công việc và cũng trong trong gia đình. Em cũng đã lớn tuổi rồi nên là em muốn một người là người ta giống như là mình yêu là xác định, chứ không phải là mình để mình quen rồi lâu như thế nào đó, tìm hiểu quá nhiều quá thời gian, hoặc là mình nói là mình cứ tìm hiểu đi cứ một năm hai năm hay là như thế nào đó, là em không thích như vậy. Rồi hôm nay em đi em với gái anh. Đi với ai? Dạ em đi với em gái của em. Em nói chung là em trong công ty đồng nghiệp. Em chào chị Vân, anh Linh và anh Nam bên này. Em thì em quen chị Trang cũng được 5 năm rồi. Em ở Nghệ An ạ. Cho em hỏi, xin đặt câu hỏi với anh Nam bên này với ạ. Ok, em cứ hỏi đi. Không biết là sau này anh sẽ dự định sống ở Bình Dương hay là ở Thanh Hóa? Thanh Hóa thì chắc chắn anh không bao giờ anh ở. Bình Dương thì hiện tại đang ở đấy. Nhưng mà anh có nhiều cái ước mơ ở nơi khác nữa. Là nghĩa là sau này anh không có ý định là sẽ về về già hay là gì đó, về Thanh Hóa sống hay là sao? Thật ra sau này thì dự định như thế nó xa quá, mà cái việc đấy nó không quan trọng em. Ở đâu cũng như Việt Nam mình sống tốt được là được, không quan trọng ở đâu cả. Nếu chị em muốn sống ở Đồng Nai thì anh có chuyển xuống dưới Đồng Nai sống không ạ? Cái việc mà chị em muốn thì không phải là một mình chị em muốn, mà phải là muốn cho cả hai hay cả một gia đình. Chị em muốn mà chồng con nó không muốn thì cũng phải theo chồng con, lúc nãy lấy theo số đông. Còn trước mắt thì ở đâu thì với anh nó rất là đơn giản, không có gì khó khăn cả. Dạ em xin cảm ơn ạ. Em trai đi với ai? Đi với đồng nghiệp em mặc áo trắng. Dạ thì em chào chỗ anh Linh và chị Vân ạ. Và chào quý khán giả xem chương trình ạ. Thì em đang như là bạn của anh Hùng thôi. Đấy thì hiện tại thì anh Hùng cũng đang ở Bình Dương mình. Em cũng có đặt câu hỏi như thế này. Anh Hùng thì cũng trải qua nhiều cái mối tình rồi, rất là nhiều rồi. Thì không biết là bạn thấy có khó khăn vì vấn đề khi tiếp xúc với ảnh sau này không? Thì cái điều đó thì cũng không phải là vấn đề. Vấn đề là hai người có hợp nhau không thôi. Bản thân mình cũng vậy. Nếu mà ví dụ như là mình cũng có thể tìm hiểu, nhưng mà mình không hợp thì thôi, mình đi uống cà phê hay này kia gì đó là chuyện bình thường. Nhưng mà không biết là bạn ấy kể mối tình của bạn ấy là nó đã đi tới đâu thôi. Còn ví dụ như đúng không cô? Còn cái vấn đề mà nói là quen bao nhiêu người không quan trọng, mà trọng dừng chân ở bấy nhiêu người rồi thôi, mình sẽ thông cảm được. Dạ rồi, em chỉ đặt câu hỏi như vậy thôi ạ. Vậy đó dạ. Hả? Dạ, em thấy hiện tại là bạn nữ đấy em cũng khá là dễ thương. Thì em nghĩ là anh Hùng khi gặp mặt thì chắc sẽ có cái quyết định. Rồi, ok, cảm ơn em. Rồi, mở rào. Hãy trò chuyện với nhau, tìm hiểu nhau để xem điều gì xảy ra. Mời Hùng. Ê, xoay đi, xoay. Rồi, trao quà dạ, đi nào. Chào anh. Chào em. Em có muốn quà nhỏ tặng anh. Lần đầu tiên gặp em thì cũng không biết em thích cái gì thì có muốn quà nhỏ tặng em. Dạ, em cũng tặng anh món quà nhỏ. Dạ. Anh gặp mặt em lần đầu tiên anh cảm thấy thế nào? Cảm thấy thế nào thì bây giờ mới mà nhìn được chắc chưa được một phút, cho nên là cảm giác nó đang rất là lung tung. Rất là rung hả? Rất là rung hay là lung tung hả anh? Vừa rung vừa lung tung. Chắc chắn có một điều là đến đây để mong muốn một cái hạnh phúc lâu dài. Em có nghĩa là em muốn là thực sự mà nói là sau cái lung tung của anh á thì anh cảm nhận về em như thế nào? Hoặc nhìn thôi, giống như là mình chỉ mới nhìn qua thôi, mình có thể cảm tình hay là như thế nào không? Thế đó là em muốn nghe điều đó của bên anh. Nói chung là nhìn em thì là một người khá dễ mến. Một cái điều mà để anh cảm thấy được là một cái sự nghiêm túc về anh thì anh là người cực kỳ thẳng thắn, cương trực. Nói chung là không bao giờ thích gian dối một chút nào cả. Vô cùng có trách nhiệm với việc làm và lời nói. Yeah. Đã nói là làm. Nhưng mà làm bằng tất cả cái gì mình có, bằng cái lương tâm, bằng trái tim, chứ không phải là làm nó cái kiểu là làm nửa vời. Trong tình cảm cũng vậy, cho nên là tình cảm hay bị trắc trở nó nhiều. Nhưng mà sau những cái cuộc đổ vỡ của trong hôn nhân với lại trong các tình trường á, thì anh có rút ra là anh có những yếu điểm nào mà anh cần phải thay đổi hay là anh cần phải cố gắng hơn như thế nào đó không ạ? Cái điểm mà phải thay đổi nhanh mà gấp nhất là nóng vội. Nóng vội, đúng rồi. Em nghĩ cũng không cần phải nóng vội gì cả. Vì cái thứ hai là phải lý trí với điều khiển trái tim lại một chút nữa.
Không, như nếu mình yêu theo cảm xúc thì mình đó là điều tốt. Em thì lại khó mà yêu, đó là em rất là khó yêu. Em có vẻ là tại vì em hơi thận trọng, có lẽ là hơi đối lập với anh cái chỗ là không thận trọng thì nó là điều cho phép. Tại vì em là con gái mà. Con gái mà không thận trọng thì chắc là cũng phải xem xét lại. Thì anh cho anh hỏi Trang một câu ha. Trang có cái mong ước hay là cái dự định gì trong tương lai? Có lẽ con gái thì người ta cũng mong có một người chồng là giống như là yêu thương mình, quý trọng gia đình mình, với lại là biết chăm lo cho vợ con, thì đó là một điều mong ước lớn nhất rồi. Thế thì Trang đã chuẩn bị được cái gì hay là sẽ mình bản thân mình ấy, tức là sẽ làm gì để đạt được cái thì tất cái nhiên rồi, tất nhiên là có nghĩa là phải sống là có qua có lại. Hiện tại là đang có bản thân mình đang như thế nào, mình sẽ làm ra làm sao để đạt được cái mục đích đấy. Thì tất nhiên là mình phải là một người tốt, mình biết chăm lo cho gia đình thì mình mới mong được là người ta thương yêu, đúng không? Thế nếu mà mình không có cố gắng trong cuộc sống thì làm sao mà mình được mọi người thương yêu được. Bước tới bạn gái, nắm tay bạn gái, hát một bài nào đó, xong nói cái gì đó nào, tấn công hỏi em ơi thích, ngày mai em thích đi đâu chơi hay là em thích du lịch hay không, em thích cái gì đó. Nắm hai tay bạn gái, nhìn thẳng vào mặt bạn gái thử xem nào. Mạnh dạn lên nào. Thật ra thì tình cảm không thể nói bằng lời hay bằng hành động nữa, bằng ai nhìn thấy. Tình cảm thì nó phải qua trái tim. Cũng không biết nói gì, nhưng mà không biết là anh nói là anh là người hay, nhưng mà có nghĩa là cảm xúc quá. Mà sau anh gặp em, anh cảm thấy nó lung tung, anh không xác định được là anh có một cái cảm xúc như thế nào. Ví dụ như có nghĩa là cái nhìn thiện cảm hay là anh cảm thấy ưng hay không ưng, thì anh phải thể hiện ra điều đó. Chứ anh dở dở ưng ưng vậy là em không hiểu được. Nếu bây giờ anh nói là anh ưng thì chắc chắn không ai tin. Ưng không phải là yêu, ưng là có nghĩa là mình nói nhìn em nhìn anh lên em thấy ưng quá. Bình thường đúng không? À, cái ưng cảm nhận đó. Thiện cảm. Nếu mà không ưng thì nhờ. Không đến anh không đến nắm tay làm dạ gì. Cảm ơn anh. Thật ra cái này nó hơn lời, anh mới nói là cái này nó hơn lời bằng cái cảm nhận này, bằng hay nó hơn lời nói rất là nhiều. Nhưng mà anh phải thể hiện ra em mới biết được. Anh mà khéo anh nói thì bây giờ anh không bao giờ anh đứng ở đây rồi. Dạ vâng, vậy thì để em hiểu anh rồi thì để. Rồi bây giờ em gái nói đúng đó. Bây giờ Hùng suy nghĩ trong lòng điều gì đối với người đối diện, em phải nói cho người ta biết. Anh cảm nhận thật sự thì em có thể là em là một người phụ nữ của gia đình. Anh hy vọng là sau buổi hôm nay thì mình sẽ hiểu hơn, tiến xa hơn, thì đến cái mục đích mà cả hai chúng ta bước đến đây. Dạ, em cảm ơn anh. Để tao nút bấm đi, cho bất kỳ ai đi nữa. Anh nghĩ rằng là đàn ông chúng ta nên chủ động trong tất cả mọi công việc. Và suy nghĩ thật kỹ nha. Hãy bấm bằng cả trái tim của mình nha các bạn nha. Chuẩn bị. Chuẩn bị nha. 1 2 3 Hết thời gian. Hãy nắm tay đi. Đúng rồi. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Rồi, thế em hôn má bạn gái em đi. Rồi. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Dạ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Tặng mỗi bạn một lò vi sóng Toshiba có chức năng hẹn giờ lên đến 35 phút, tiết kiệm thời gian, xuất xứ Thái Lan. Mong mọi điều tốt đẹp nhất nhé.